Nhiều quá hả? Dạ, cả anh em hôm nay tụi mình có siêu thị để tụi mình mua kẹo. Quay kẹo trước mặt Hoàng á anh em. Ngốc đầu xuống. Thấy quý bó dựng phủ rồi. Bây giờ tụi mình sẽ mua hết kẹo trong siêu thị luôn nha anh em. Mọi thứ một món. Hết. Mọi thứ một món. Không cần nhìn giá, mua hết. Món hàng Quang Quốc cái 72 ngàn. Không nhìn giá thì cũng phải nhìn sơ sơ chứ. Thôi cả lấy luôn. Biết không, dạ bộ nói không nhìn giá nhưng mà mày cũng phải liếc liếc qua coi. 70 ngàn một thanh anh em. Thằng Quang nó thích ăn này nè anh em. Thích màu gì Quang? Lên cái hả? Mà, giờ mày thích màu gì? Đen. Đen. Quang nó chọn màu đen anh em. Mọi thứ màu thôi ba. 700 ngàn đó ba. Kẹo siêu nhân 5 anh em. Alo. Kẹo sô cô la 5 anh em siêu nhân nè anh em. Kẹo gấu nữa nè. Quang, mày muốn lấy tiền không? Cho tao hả? Tiền đô nguyên một sắp luôn. Rồi giao vậy. Sô cô la, euro với đô la nè. Âm phủ hả? Mày muốn mua kẹo gì nữa Quang? Kẹo gì cũng được. Món này thúi. Cho nó ăn cô nè đi anh em. Hộp này được không? Hộp này hả? Mua đi, mua luôn đi. Mắc quá. Giỡn thôi. Ủa, thích ăn màu trắng hay màu đen? Thích ăn màu xanh. Cho đi. Lấy hồng trắng cho đi lo luôn đi. Gì đâu? Sô cô bay. Chấp. Chấp với bó. Anh em mua chưa? Anh em coi tôi chỗ tài nè. Nát hết rồi. Rau câu. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo còn lại. Kẹo chúp ba chúp. Quần quang. Kẹo bốn mùa. Me. Kẹo Maga Ozawa. Quang thích lắm. Kẹo Doremi. Ủa con này đâu phải Doremi đâu phải không? Phải Doremi không? Doremi á, em Doremon á. Phải không? Em gái. Em phải không? Phải không? Ừ. Con này kích ly mà. Thôi lộn. Thôi kệ anh em. Mình chơi. Kẹo coffee. Coffee sữa. Kẹo cà phê có chưa? Tôi nhớ có rồi mà. Mua luôn. Mua một cây kẹo khổng lồ nữa anh em. Ơi. Rớt ra một cây nè. Chơi luôn. Mua tao một cây này nha. Tôi thích ăn kẹo này nè. Bây giờ tụi mình sẽ lựa kẹo nha anh em. Nhiều loại quá, không biết loại nào hết trơn á. Muốn này. Anh em ơi, ở đây là kết thúc. Đây, đẩy xe vô. Đẩy em muốn này cho chó. Ừ. Nói gì? Em muốn này cho chó. Mua cho Tiger Cuca ăn bánh nè, nó thích lắm nè anh em. Tụi mình nó ra khỏi quầy kẹo rồi, bây giờ tới nó bắt đầu quầy bánh rồi nha anh em. Sẽ qua siêu thị khác. Xe mình đầy quá anh em. Xe kia đầy hơn kìa. Đâu, xe nào? Hello. Bây giờ tụi mình sẽ đẩy ra ngoài. Không phải, mình phải đẩy ra ngoài tính tiền trước rồi mới được ra. Cái gì vậy? Ok anh em, tụi mình đã lấy mỗi thứ một món rồi anh em. Vô qua quầy tiếp theo. Quý bò vô ăn thử đồ rồi anh em. Ăn mà dục đây hả? Đâu có thùng rác đâu. Kiểu trái cây nè. Cái này là kẹo bắp. Ủa còn kẹo này kẹo gì đây? Kẹo muỗng. Ủa cái này để làm gì vậy? Mút. Ở đây hết kẹo quá anh em. Mua mỗi thứ loại mà chưa có đầy nữa. Bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm kẹo tiếp theo. Mình gom đống kẹo này vô đây luôn anh em. Rồi, bởi cùng rồi anh em, đi thôi. Tao mới sắm dây chuyền nè quay. Đã. Nhiêu vậy? Đấy. Cái quá đơn nó dài nè anh em. Mở lên quầy tính tiền nha anh em. Như mấy cái này nãy chưa mua nè anh em. Ủa này nãy chưa mua uống rồi.
không biết Vibo nó có kêu người ta giao hàng tới chưa nữa. Giờ tụi mình sẽ quay cảnh tiếp theo của cái clip này. Vibo ơi, ủa cái này quen quen, cổng thân ở đâu rồi ta? Cái bao này ai dát lên bị gách nè. Ủa Doraemon của tao đâu? Qua em thích kẹo Doraemon anh em, tao gắn lại rồi. Ta ta. Ủa Doraemon kỳ vậy ta? Ta làm cái này để chi vậy mày? Ủa cái đó cái gì vậy? Ủa ai đổ đống kẹo vô này vậy anh em? Hello. Đã quá anh em. Ê, hay bây giờ bày trò chơi với kẹo này đi. Giờ mày trò chơi thi đi. Thi trò gì bây giờ? Mày nằm dày rồi sao thi? Hay chơi bằng điện thoại đi. Điện thoại có game không? Hình tớ chơi game lắm, tao lo làm clip mà. À, tao nhớ rồi. Điện thoại tao mỗi có một trò này. Trò đó tên gì? Mà tao với mày thi được không? Nào thắng đó sẽ được ăn kẹo. Trò tao là búp búp rồ. Tao cũng tao không biết đọc sao nữa. Búp bồ roi, không biết đọc phải đúng không nữa. Không đúng anh em cứ sọt cái tên đó nha anh em. À có trò này. Ha bây giờ mày chơi trước đi Quang. Ha bây giờ tôi sẽ nhường cho Quang. Tôi sẽ nhường cho Quang chơi cái màn đầu tiên trước. Nào thắng sẽ được thần thưởng đi. Mày chơi trước đi Quang. À quên ha. Quang nó có tay đâu nó chơi. Bị trôn rồi. À bây giờ thôi tao chơi vòng 1 trước đi ha. Trò này mình biết rồi anh em. Mình đã chơi gọi anh em, nên mình biết trước trò chơi sẽ được phần thưởng trước nó. Mình làm bấm gì ở đây TV. Ok, bây giờ tao chơi trước, thắng là được phần thưởng đúng không? Ừ, được kẹo luôn. Rồi bây giờ tao sẽ chơi vòng 1. Ví dụ màu đỏ nè, tao sẽ vẽ thẳng xuống. Màu cam tao vẽ ở đây, mày thấy không? Xong rồi màu xanh tao vẽ vòng vậy mới được. Còn màu vàng cuối cùng là tao thắng rồi. Nãy giờ tao đâu có thấy mày vẽ cái gì đâu. À quên anh em, mình phải bẻ qua đây. Quang lắm. Quang nó mới thấy được anh em. Bây giờ tao chơi vòng 1 nha. Cái trò này á, ở trong nó cứ rất là nhiều trò, mà này là một vòng trong những cái trò đó. Mày có hiểu không? Không. Ơi. À. Rồi. Nghe. Yeah. Thẳng rồi anh em. Cái game này rất là khó mà được chơi. Ghê không? Vậy là cái vòng 1 cũng nói nữa. Thì mày giả bộ ghê đi. Ghê ghê. Ghê không? Ghê ghê. Rồi, bây giờ phần thưởng của tao đâu? Tao lấy được món nào cho tao đi. Nè. Món này nè. Đó món, phần thưởng mày đó. Xẻ luôn. Món này hay ghê quá anh em. Thử chung ngang quen. Ghê hả? Tay mày đang đâu mày rút mạnh lên. Cầm điện thoại chơi. Thắng tao sẽ cho mày kẹo đem về. Rồi bây giờ tao chỉnh cho mày chơi. No. Quảng chơi hay quá anh em. Mày chọn kẹo gì? Rồi mày muốn kẹo nào? Ở đâu tao lấy cho. Giữa đi. Tôm kẹo để qua đây. Mày để qua đây. Lấy cục kẹo chính giữa bự cho nó anh em. Cục này đúng ở giữa luôn nè. Mình sẽ tặng cái kẹo này cho thằng Quang. À xin lỗi mày nha. Chán trò rồi mày tải trò khác cho tao chơi đi. À đâu cần tải. Này là một cái trò này. Nó có rất là nhiều trò ở trong. Ồ ghê vậy. Em nào muốn nghiên cứu chinh phục những cái mức khó hơn. Giờ tôi sẽ giới thiệu cái tiếp theo. Mày chơi càng ngày nó sẽ còn có nhiều cái hay cho mày chơi tiếp. Mở khóa rồi hả? Vợ dù chơi cái này đi. Dễ. Dễ. Bữa này chơi sao? Để tao chỉ mày cho. Mày tay nó kêu là kéo cái hình vuông này vô đây. Mà kéo vô đây. Tay nó kêu kéo lên đây. Này kêu kéo lên đây. Này kéo lên đây. Ồ hay không? Bây giờ tao thấy máy nó chỉ mày không à. Ừ. Đi trò tiếp theo đi. Mày hay mày chơi đi. Rồi biết chơi không? Chơi đi. Hồi nãy máy nó chỉ mày. Chứ đâu có chỉ tao đâu mà biết chơi. Chơi thử với đại coi sao. Kéo cái vuông. Ừ đó. Đúng mới được nha anh em. Thưởng gì nữa? Tao tặng chỉ mày chơi không, thưởng mẹ gì. Chơi vòng tiếp theo đi, mày thắng thì thưởng cho. Ủa mày cử động tay được thôi hả? Có cử động chân được không? Kẹt rồi. Nhiều quá hả? Ồ quay thắng rồi anh em. Rồi mày ngồi đây nha. Tao mắc toilet quá. Tao đi toilet cái. Tao cũng mắc vậy. Cho tao đi với. Bye. 1400 điểm luôn anh em. Anh em thử tải về chơi. Coi anh em có hồi điểm tôi vòng này không? Hết mắt toilet hả? Vậy tôi sẽ dẫn mày đi nha. Mà sao nãy giờ tao thấy mày em ru vậy Quang? Tôi đi ở trong đây luôn rồi. Bây giờ tôi không biết sao sao tụi tôi. Tôi chơi cho anh em thử ba trò này thôi. Còn những cái màn tiếp theo còn lại, tôi nghĩ anh em phải tự mình nghiên cứu thì nó sẽ tò mò, hấp dẫn hơn. Thì có một chức năng các bạn cần nên biết, đó chính là nhận xu miễn phí để tăng xu. Và khi có nhiều xu từ việc coi video vượt qua cái vòng thử thách, các bạn có thể mở khóa các game thú vị kế tiếp.
Game này mình có thể để link dưới phần mô tả. Game này tên là tiếng Anh tôi dốt quá anh em. Tôi sẽ nhờ trợ trợ giúp của ông Quang. Đâu? Fujeli rồi. Thôi, có một tại hiện tôi nữa anh em. Chỉ là Bubble Joy. Anh em có thể nhấp link dưới phần mô tả, tải game này về chơi.